Nhà ơi, hôm nay là một ngày hẹn hò gì đấy mà giông bão bên ngoài đã nổi lên, nhưng mà yên tâm, ngồi ở trong một cái không gian ấm cúng và lãng mạn như thế này, em nghe tiếng mưa rơi không em trai? Dạ có chị. Bây giờ em cảm thấy trong người như thế nào? Em thấy nôn nao. Nôn nao phải không? Hên là mình đang ở trong nhà hàng, chứ còn mà ở ngoài đường là nó giờ ướt nhem ướt nhẹp rồi không có tâm sự được đâu. May mắn chưa, không gian thật là tuyệt vời để hẹn hò nha. Cảm ơn chị. Mời em gái bước vô trong. Rồi. Rồi, mở mặt nạ ra được rồi đấy em trai. Bây giờ thì hai bạn sẽ tâm sự lớn lên nha, cho đối phương có thể nghe được, bởi vì chúng ta đang bị cách âm bởi một cái cửa trái tim như thế này. Dạ chào chị ạ. Em chào anh. Em tên Kim Thành, em sinh năm 89, sống ở Gò Vấp và đang làm ở Bình Thạnh. Làm về gì em? Em làm bên phòng kinh doanh bán tổng đài và điện thoại. Quê em ở Vũng Tàu. Em ở chỗ nào của Vũng Tàu em ơi? Em ở Xuyên Mộc. Anh ở Phước Lâm, Phước Hưng, cách 30 cây. Phước Lâm là ở Bà Rịa hả anh? Ở gần gần bến xe trên chợ mới Long Hải á. À. Ồ, biết chỗ đó không? Rồi không biết, từ từ tìm hiểu sẽ biết. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cảm thấy em là người có văn nghệ. Ở trong nhà thì em quen làm những công việc nhà, phụ giúp nhà, rửa chén, giặt đồ gì đó. Wow, em đang ở với ai? Dạ ở với lại ba má. Ba má giỏi dữ vậy. Con ở nhà có mấy anh chị em? Nhà em thì 5 người, kết hôn 2 còn 3. Sao mấy bạn gái không làm mà con trai làm? Con gái mà đi lập gia đình sớm rồi. Rồi một đứa em gái kế nữa thì cũng đang làm trên Sài Gòn đây. Hai thằng em trai thì thằng út thì cũng lập gia đình rồi. Em với thằng áp út đang ở với ba má. Lâu lâu đến kia vậy. Rồi mấy bạn thấy sao mấy bạn? Bây giờ là hai bạn trẻ này là cùng quê Vũng Tàu luôn ha, ai cũng trẻ trung xinh đẹp hết. Rồi chị hỏi tiếp em nè, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em nói điểm yếu trước. Rồi điểm yếu. Hơi lười nấu ăn. Lười nấu ăn, rồi anh này anh nấu cho ăn. Em biết nấu nhưng mà không thích nấu, ít nấu lắm. Biết nấu mà ít nấu lắm, miễn lắm ăn không à. Nhưng mà mai mốt có người thương tự động về nấu cho người ta ăn hả, yên tâm đi, kinh nghiệm của chị mà. Về cái phần dọn dẹp á, cũng... Làm miếng luôn. Vậy chứ em đang ở với ai? Em ở với bạn. Có ai dọn? Không phải lười nhưng mà kiểu nó không được thường xuyên thôi. Trời ơi chắc cái phòng cũng sạch sẽ lắm đây. Sạch. Sạch. Ví dụ như cuối tuần có dành thời gian để vệ sinh không em? Có chứ. Ô thế thì được rồi. Ê, thường á đàn ông mới một tuần dọn lần, còn phụ nữ là mỗi ngày mỗi dọn. Nhưng mà cô này là phụ nữ nhưng mà một tuần mới dọn lần luôn. Mai mốt là quen em là một tuần rủ em qua dọn phụ nữa. Không cần thiết phải dọn mỗi ngày. Có gì đâu dọn hoài. Đúng rồi, cái phòng nhỏ xíu à. Ừ. Được không? Đúng rồi, phòng thì nhỏ xíu à. Em từng làm sinh viên em biết mà. Nhưng mà ý nói chuyện là ví dụ như nhà cửa, mặc dù nó không dọn thường xuyên thái quá, nhưng mà mình làm cái gì mình cũng gọn gàng sơ sơ đi, rồi cuối tuần mình dọn một lần cho nó sạch sẽ để người ta tới người ta khỏi đánh giá là nhà này. Có chút tranh cãi nhỏ nhỏ, không sao, chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Rồi về tình trường thì sao nè? Em thì có một mối tình rồi, khá lâu rồi, mấy năm rồi, em không có đếm. Mà quen mối tình đó bao lâu, lý do sao chia tay? Quen bạn đó hơn một năm, nhà bạn ở Sài Gòn. Qua nhà bạn chơi xong rồi gia đình phản đối là chênh lệch chiều cao nhiều quá, nên gia đình bên bạn cấm không cho quen. À, là bên nhà trai chê em là... Chê em luôn. Hơn bạn trai, vậy thôi không cho quen, rồi chia tay luôn. Thì bạn em không có muốn giải quyết thì dừng lại. Còn em, mấy mối tình rồi? Dạ em thì một mối. Cũng một luôn, sống trùng khớp dữ vậy quý vị. Quen cũng được 5 năm, chia tay cũng được gần 2 năm rồi. Quen 5 năm mà sao không cưới nhau được vậy? Quen được 1 năm á, hơn một gần 1 năm á, thì là cô ấy có điều kiện đi du học. Xong rồi bọn em vẫn tìm hiểu với lại nuôi dưỡng tình yêu qua Facebook với lại Zalo á. Cũng 4 năm trời. Nhưng mà cuối nhưng mà cùng... trong 4 năm đó có gặp gì, có về thăm, có gặp không? Dạ không. 4 năm biền biệt luôn. Dạ. Chỉ là nhắn tin điện thoại với lại Zalo hỏi thăm. Sau đó thì chắc có nhiều cái nó không đủ để chờ khi, đợi nhau với khi lại... chia tay là cổ cũng còn ở nước ngoài luôn. Vâng, cô đang ở bên đấy. Tính ra là chỉ ở bên nhau có 1 năm thôi mà yêu xa tới 4 năm. Trời ơi, lâu dữ vậy. Yêu xa được cũng được chừng nửa năm, năm gì ha. Đâu mình tới 4 năm trời, vậy là bạn này cũng hay đó. Thế em có tật xấu gì không? Tật xấu là em hay thể hiện cái quan điểm của em về cái vấn đề như là gọn gàng ngăn nắp gì đó. Em cảm thấy không chịu đựng được nữa thì em hay phản ứng ra. Có nghĩa là em nói ra dạ. Em là sạch sẽ gọn gàng. Dạ. Em đi hay là em làm cái gì đó nó gọn gàng sạch sẽ mà ai mà làm sau bê em bối mà bê bối là không được. Là em nhịn nhiều lắm. Em không nói.
Nhưng mà cái kiểu mà bị lợi dụng với lại bị ấy, xong rồi em với ức chế lên, ức chế là mà em bắt đầu em với thể hiện ra mặt luôn. Ví dụ như em quậu gọ hay là em có những cái hành động nó hơi dứt khoát hay như thế nào, nó hơi bất bình thường một tí. Hả, bất bình thường luôn hả? Không, ý là nó không như bình thường. Ví dụ mọi lần em để nó nhẹ nhàng nhưng mà em để nó hơi mạnh tay hay như thế nào đó. Giống như dằn mặt. Dằn mặt đó. Nhưng mà bây giờ nãy tôi hỏi là bây giờ có dọn phụ bạn gái không? Ví dụ từng có ra nhà qua nhà bạn có dọn phụ không? Dạ, nếu mà yêu nhau á mà không biết là em có bên Công giáo không? Em có anh. Nếu mà Công giáo thì cùng nhìn về một hướng thì dễ kiểm soát nhau lắm. Luôn luôn tha thứ, với lại luôn luôn không được lạm dụng cái sự tha thứ đó. Không, bây giờ trời ơi xa vời quá, tôi hỏi giờ có dọn phòng phụ không thôi. Có vậy được rồi, trời ơi. Em có tật xấu gì không? Xấu nhất mà khó nói với người khác. Hồi nãy có nói rồi đó. Là cái bề đó đó hả? Dạ. Chết. Nhưng rồi. Mà cũng không hẳn là lười. Cái đó là cái mức bình thường thôi, bình thường chứ không thôi. Hẳn là cần bạn phải qua dọn, tại vì em tự túc được chuyện đó. Chỉ sợ cái đoạn về ở chung nhà hai chồng ở chung đó, ai dọn mới là quan trọng. Dạ. À, nói chứ thiên chức của người làm vợ, người làm mẹ, khi nào mà vô đó là ta sẽ tự thay đổi. Bây giờ ta ở mình ta tự do, ta muốn làm gì ta làm. Tôi nói vậy thôi cho tôi thấy tình hình hơi căng á, quý vị thấy sao, quý vị có ý kiến gì không? Hỗ trợ cho bạn ấy với người hơi khó tính nha, hơi cẩn thận, một người hơi bê bối. Chết rồi, bà Mai hôm nay tiêu rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Trắng, tóc cỡ ở đây, ngang vai, khuôn mặt vui tươi, cao 1m58 1m60. Không tới, hồi nãy nghe tao nói không, chia tay là tại vì nhà bạn trai không có chịu, tại bạn này hơi lùn đó. Thì nó còn yếu tố khác nữa bù đắp vô. Còn về cái cách sống bên trong á, là biết kính trên nhường dưới, chung thủy, vun vén cho gia đình, chăm lo cho gia đình, giáo dục con cái. Cái đó thì chắc là được. Thế em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thật ra là em không có mẫu. Hợp là được, nhưng mà do hồi lúc trước cũng một phần bị chia tay là do là không có cùng đạo, cùng tôn giáo. Thì bây giờ em cũng muốn quen bạn là cùng tôn giáo. Bây giờ cùng tôn giáo rồi đó là thấy nhẹ nhàng rồi đó. Thấy không? Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai em? Hút thuốc là em không thích. Có hút thuốc không? Có chút chút, nhưng mà có thể bỏ. Tôi thấy vậy. Ví dụ như bây giờ bạn trai này sẽ bỏ hút thuốc, bạn gái này gọn gàng lên chút xíu. Đó, vì tình yêu hai bạn mỗi người tự điều chỉnh mình chút xíu, đẹp đôi luôn. Đồng ý không? Em đâu có bê bối đâu, em chỉ nói là hơi ít dọn thôi chứ không có dơ đâu. Ai biểu em nói quá, người ta tưởng đâu là em không có dọn luôn. Bây giờ nhưng mà chị thấy hai bạn bù trừ cho nhau vậy là được rồi, hợp lý rồi đó. Quan trọng là cùng về nhìn về một hướng. Thôi bây giờ vậy, cho mình đoán nhau đi nha. Ồ, nè, lựa đi. Hai anh đó em chọn anh nào chị gả cho? Chọn đi, cô nào trong năm cô đó. Em đông quá, bên đó ta có hai người à? Đông quá. Đông quá, cho hơi choáng. Cho ảnh cái gợi ý đi, 2, 4, 6 người lận. Em là người như thế nào? Chị em nghĩ đây nè. Sao em đoán ngay đó? Em cảm giác thế. Nhưng mà em phải có cái gì đó em nhìn, tại sao? Tại vì nói về bị từ chối về vấn đề chiều cao á. Em chọn chưa? Em chọn rồi. Đâu? Thử cái cảm giác của mình ngay lần đầu tiên rồi có cảm giác không? Em chọn anh này. Rồi, bắt đầu nha. 1, 2, 3. Chào em. Dạ, chào anh. Dạ, hôm qua nè. Có món quà dạ, tặng em anh. Nha hả? Sorry anh, là em không có đủ thời gian để chuẩn bị quà. Không thành vấn đề, anh hy vọng là em. Nhưng bây giờ em cái món quà này ý nghĩa, một cái đồng hồ cát á. Ý nghĩa gì ở cái đồng hồ cát? Sau này ví dụ có những cái chuyện gì đó, cái đồng hồ cát đấy nó làm cho mình nhớ những cái lúc mà gặp lần đầu gặp nhau, có cái kỷ niệm. Thời gian rồi. Là sự tha thứ chờ đợi. Hay quá. Bạn trai này rất xuất sắc. Một tấm hình 6 người nhìn vô chỉ ngay trúng bóc em luôn. Mà em có hai người mà em giờ phạt cổ gì vậy em? Cũng bình thường thôi chị, cái đó cái tâm lý mà ai cũng thích đẹp trai. Ủa vậy hả? Ủa? Anh kia đẹp trai chọn, hả? Chọn anh kia phải không? Chọn anh kia. Đừng nói tôi bị phạt chứ. Ây da, trời ơi. Nè, chọn anh này nè. Đúng rồi, thằng bạn em đó. Bạn em thì đúng rồi, đó. Chụp hình chung với em, thằng hèn bạn em là đúng rồi. Hèn gì, nó có vợ rồi. Có vợ, trời ơi, ác ghê, có vợ rồi. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng Drop Cut BBQ. Xin mời món ăn lên ạ. Bây giờ các tường xin mời hai bạn thưởng thức món cá hồi nướng của nhà hàng The Rooftop Top BBQ nha. Rất là thơm ngon luôn. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, cởi mở thân mật nha. Ít phút nữa chị tường sẽ quay lại. Cố lên, cố lên. Mời hai bạn tự nhiên. Em mời anh ạ. Mời.